Video này được tài trợ bởi 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang nam chất lượng trên Shopee Mall. Chi tiết ở phần sau của video. Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn trong series video gây đau não của VFX. Sự tồn tại của hố đen được dự đoán lần đầu tiên bởi Albert Einstein vào năm 1916 như là một hệ quả của thuyết tương đối rộng General Relativity. Tuy nhiên, trong suốt nhiều thập kỷ sau đó, hố đen vẫn chỉ là một vật thể lý thuyết. Nó thậm chí còn chưa được gọi là hố đen. Đầu thế kỷ 20, các nhà vật lý sử dụng thuật ngữ vật thể bị sụp đổ hấp dẫn Gravitationally Collapsed Object để mô tả đề xuất của Einstein. Cái tên lỗ đen, Black Hole, xuất hiện trên một ấn phẩm lần đầu tiên vào năm 1963 trên tạp chí Life and Science và bởi nữ nhà báo khoa học Anne Ewing trong bài báo Lỗ đen trong không gian vào ngày 18 tháng 1 năm 1964. Đến tháng 12 năm 1967, tên gọi này mới được một sinh viên đề xuất trong một bài giảng của nhà vật lý lý thuyết người Mỹ John Archibald Wheeler. Nhận thấy sự ngắn gọn và mang giá trị quảng cáo của khái niệm Black Hole, ông Wheeler đã sử dụng thuật ngữ này và khiến nó trở nên nổi tiếng. Điều này thì khiến nhiều người đã công nhận rằng ông là người đã sáng tạo ra thuật ngữ Black Hole. Quan sát đầu tiên về hố đen đến vào năm 1964 và nó đến từ một hệ sao đôi nằm trong chòm sao Cygnus, cách trái đất khoảng 7.300 năm ánh sáng. Hệ sao đôi được phát hiện có tên gọi là Cygnus X1, bao gồm một ngôi sao sáng màu xanh lam siêu nặng với 33 khối lượng mặt trời và một hố đen nhỏ hơn khoảng 21,2 khối lượng mặt trời. Từ hệ sao này thì các nhà thiên văn học đã thu thập được những tia X thuộc loại mạnh nhất vũ trụ. Chúng không đến từ bên trong hố đen hay từ ngôi sao xanh siêu nặng mà đến từ chiếc đĩa bồi tụ quanh hố đen được tạo ra bởi vật chất bị hút khỏi ngôi sao khổng lồ. Sau quan sát này, các bằng chứng gián tiếp về sự tồn tại của thứ gọi là lỗ đen liên tục được tìm thấy từ các sóng hấp dẫn gây nhiễu loạn không thời gian tạo ra bởi các couple hố đen quay quanh nhau. Từ chuyển động quái đản của các cặp sao đôi chỉ có thể được giải thích bởi sự tồn tại của một vật thể thứ ba vô hình cho đến chuyển động nhanh bất thường của các ngôi sao tại vùng trung tâm của dải ngân hà gợi ý về sự tồn tại của một siêu hố đen khối lượng gấp hàng triệu lần mặt trời hay là quan sát về số phận bi thảm của một ngôi sao lảng vảng quá gần một hố đen siêu nặng và bị xé xác trong một hiệu ứng có tên gọi là Mỹ Ý. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng gián tiếp đó thì vẫn khiến những người theo chủ nghĩa hoài nghi có lý do để mà nhíu mày. Nếu hố đen có thật, tại sao không chụp ảnh nó cho chúng tôi xem? Và đó là những gì đã xảy ra vào năm 2019. Bạn đang nhìn thấy M87 sao, hố đen đầu tiên được chụp ảnh trực tiếp. M87 sao là siêu hố đen tại trung tâm của thiên hà Messier 87, gọi tắt là M87. Nó có khối lượng tương đương với 6,5 tỷ mặt trời hoặc 1.566 Sagittarius A sao, siêu hố đen nhà của chúng ta. Mỗi hố đen thì có một chân trời sự kiện là ranh giới một đi không trở lại với bất kể dạng vật chất hay năng lượng nào, kể cả là ánh sáng. Chân trời sự kiện của M87 sao có đường kính khoảng 40 tỷ km, gấp 267 lần khoảng cách từ mặt trời đến trái đất, gấp 9 lần khoảng cách từ mặt trời đến hành tinh xa nhất trong hệ là Hải Vương Tinh, Neptune, hoặc tương đương với 37 giờ di chuyển của ánh sáng từ đầu này sang đầu kia, cho bạn dễ hình dung. Sử dụng một mạng lưới gồm 8 kính viễn vọng radio đặt cách nhau hàng vạn km để giả lập một siêu kính viễn vọng không gian kích cỡ trái đất, các nhà khoa học thuộc dự án kính thiên văn chân trời sự kiện Event Horizon Telescope đã thu thập được các dữ liệu cần thiết vào tháng 4 năm 2017, tạo ra hình ảnh của M87 sao cho năm 2018 và công bố nó vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. VFX đã thực hiện một video khá chi tiết về sự kiện này, mời anh chị em xem lại bằng cách tìm kiếm từ khóa VFX 97. Và kể từ đó, không ai còn hoài nghi về sự tồn tại của các hố đen vũ trụ nữa. Và các nhà khoa học thì không dừng lại ở đó, họ tiếp tục chụp những bức ảnh ngày càng đáng kinh ngạc về hố đen. Tháng 3 năm 2021, kính viễn vọng chân trời sự kiện tiếp tục hé lộ một diện mạo độc đáo chưa từng có về M87 sao. Đó là hình ảnh của siêu hố đen này dưới ánh sáng phân cực, hé lộ cách mà từ trường hoạt động gần các lỗ đen. Mới đây nhất thì vào ngày 12 tháng 5 năm 2022, hình ảnh siêu hố đen Sagittarius A sao nằm tại tâm của dải ngân hà được công bố.
Nó cũng được tạo ra dựa trên dữ liệu trích xuất từ các quan sát năm 2017 của dự án kính thiên văn trần trời sự kiện. Như vậy thì Sagittarius A sao đã trở thành hố đen thứ hai trong vũ trụ có ảnh đại diện chính chủ. Măng mặc măng tặng đều sang, tìm quần tìm 360 Boutique. 360 Boutique, thương hiệu thời trang làm chất lượng trên Shopee. Nhân dịp ra mắt hàng loạt bộ sưu tập quần dài mới, 360 Boutique áp dụng chương trình giá trải nghiệm thấp tụt quần dành cho quần Âu duy nhất trên Shopee Mall. Quần Âu chuẩn form, chất xịn, vải mịn, giá trải nghiệm chỉ 199k. Đây là cơ hội có 102 để anh em trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao với giá không thể hợp lý và hợp ví hơn. Chỉ với 199k, anh em có trong mình chiếc quần crop hot nhất dàn hàng 360 Boutique với giá thường ngày hơn 300k. Sau khi anh em đang cảm thấy lạ cái lỗ tai thì quần crop là một loại quần Âu cắt gấu ngắn nằm trên mắt cá chân. Nhờ đặc điểm này mà quần crop mang lại vẻ trẻ trung, thanh lịch cho người mặc. Quần sử dụng chất cốt tông lạnh, mềm mịn, ít nhăn, mặc lên lại còn rất mát nữa. Đã thế khuy quần còn được may ẩn, đường kim mũi chỉ thì chuẩn chỉ, không chỉ thừa, không nhăn. Nhận hàng mà không đúng với quảng cáo thì mời anh em vào đánh giá một sao giúp tớ. Ghé thăm 360 Boutique để mua ngay món hời giá trị 199k cùng cực nhiều sản phẩm thời trang nam chất lượng cao, đẹp, thời trang mà lại rất hợp lý và hợp ví. Tìm 360 Boutique trên Shopee hoặc bấm vào đường link chúng tớ để trong mô tả và ghi top comment để sở hữu ngay quần Âu cao cấp chỉ 199k nha anh em nè. Những bức ảnh chụp hố đen bên cạnh là bằng chứng đanh thép chứng minh tính đúng đắn của các lý thuyết vật lý thiên văn hiện đại. Chúng còn cung cấp những dữ kiện quý báu để các nhà khoa học có một cái nhìn sâu hơn vào hố đen, những vật thể bí ẩn nhất vũ trụ. Và đó là lúc mà chúng ta cay đắng nhận ra rằng dù có cố gắng đến mấy thì nơi sâu nhất mà con người có thể nhìn vào một hố đen chỉ là phần rìa của trần trời sự kiện. Và đó cũng là lúc mà các nhà khoa học nghĩ ra một cách khác để nhìn vào nội tâm của một chiếc hố đen. Hãy tập trung vào sợi chỉ đỏ này, nó được gọi là vòng photon hay nhẫn photon. Đầu tiên thì photon ring không nằm trong hố đen. Nếu nó nằm trong hố đen thì chúng ta đã chẳng nhìn thấy nó. Trên thực tế thì phần lớn vùng màu đen nằm bên trong chiếc đĩa bồi tụ bạn đang nhìn thấy là bóng của hố đen, black hole shadow. Bóng hố đen thì có đường kính gấp đôi chân trời sự kiện. Nó chính là hình ảnh của chân trời sự kiện được lặp lại bởi hiệu ứng thấu kính hấp dẫn cực mạnh gần hố đen. Khi các photon, phân tử nhỏ nhất của ánh sáng lao về phía hố đen, một số lai vãng quá gần chân trời sự kiện và bị hút vào bên trong, rơi vào trạng thái mất hút còn mẹ hàng lươn hay một đi không trở lại. Số khác ở quá xa thì chỉ bị bẻ cong một chút trước khi tiếp tục hành trình. Một số ít ở không quá gần và cũng chẳng quá xa có thể quay quanh hố đen 1, 2 hoặc 3 vòng trước khi bật ra. Một số khác có thể quay quanh hố đen mãi mãi. Và tập hợp các photon hay chính là tập hợp ánh sáng quay xung quanh một hố đen được gọi là nhẫn photon. Nhẫn photon thì được ví như là chiếc máy ánh sáng vĩnh cửu, Infinite Light Trap, hay là máy quay phim vũ trụ, Cosmic Movie Camera. Việc phát hiện ra các photon nằm trong nhẫn photon trên lý thuyết có thể cho phép bạn nhìn thấy mọi vật thể trong vũ trụ vô số lần. Chi tiết sẽ được trình bày kỹ hơn ở phần sau của video. Trong quá khứ thì nhẫn photon thường không được giới khoa học chú ý. Thay vào đó người ta thường tập trung vào chân trời sự kiện, ranh giới vô hình nơi mà phạm vi hoạt động của vật lý hiện đại kết thúc. Các nhà khoa học thường mô tả vật chất và năng lượng bị mất vĩnh viễn một khi đi qua chân trời sự kiện. Đó là vật lý hiện đại nói thế. Thông tin đi vào bên trong hố đen biến mất thì chưa hẳn bởi chúng thực sự biến mất, mà chỉ là do chúng ta không thể nhìn thấy chúng ở bên trong hố đen mà thôi. Nói cách khác thì con người chưa có một lý thuyết đủ tinh xảo để giải thích những gì xảy ra bên trong chân trời sự kiện. Ngay như điểm kỳ dị tại trung tâm của mọi hố đen, về mặt bản chất cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ nhằm nỗ lực giải thích thứ gì đó vượt quá giới hạn của vật lý. Thực ra thì cũng phải thông cảm cho các nhà khoa học bởi nhìn vào thực tế thì đa phần các hố đen trong vũ trụ đều nhỏ và ở rất xa. Trong số 2 siêu hố đen từng được chụp ảnh trực tiếp, M87 sao thì cách trái đất tận 53,5 triệu năm ánh sáng. Sagittarius A sao thì ở gần hơn, khoảng cách chỉ 26.673 năm ánh sáng, thế nhưng lại nhẹ và nhỏ hơn M87 sao tới 1.600 lần.
Một hố đen nhỏ và nhẹ hơn đồng nghĩa với vật chất trên đĩa bồi tụ chỉ mất từ vài phút tới vài giờ để quay hết một vòng, thay vì từ vài ngày đến vài tuần với các hố đen lớn hơn như M78 sao. Điều này thì khiến việc chụp ảnh Sagittarius A sao giống như là chụp ảnh một đứa con nít nghịch ngợm và nhảy nhót không ngừng vào ban đêm vậy. Rất khó để kiếm được một bức ảnh sắc nét. Một thách thức khác đến từ việc các tín hiệu radio từ Sagittarius A sao bị bóp méo và làm mờ khi đi qua các đám mây bụi và khí ga dày đặc nằm giữa trái đất và trung tâm thiên hà. M87 tuy ở xa hơn, thế nhưng nó tránh được mặt phẳng của dải ngân hà. Do đó, việc chụp ảnh nó không bị cản trở bởi lớp vật chất dày đặc trong thiên hà của chúng ta. Trở lại với nội dung chính, sau nhiều năm nghiên cứu chân trời sự kiện mà không thu được nhiều kết quả, các nhà khoa học bắt đầu đánh giá lại tầm quan trọng của ranh giới này. Song song với đó thì người ta cũng đề xuất photon ring như là hướng đi mới cho các nghiên cứu về bên trong hố đen. Trước hết thì nhẫn photon không hẳn là một chiếc nhẫn. Nhẫn thì có dạng vòng tròn. Ở đây, các photon bao quanh toàn bộ lỗ đen, nghĩa là về mặt kỹ thuật, nó là một khối cầu photon, photon sphere. Một thiên hà thì tỏa sáng theo mọi hướng, nghĩa là một lượng nhỏ tia sáng từ nó có thể đến đủ gần một hố đen, xoay quanh nó vài vòng trước khi thoát ra và phản chiếu hình ảnh của thiên hà đến các kính thiên văn của con người trên trái đất. Các tia sáng quay quanh hố đen càng nhiều lần, chúng ta sẽ càng nhìn thấy nhiều phiên bản của thiên hà đã phát ra chúng. Và do nhẫn photon hay khối cầu photon chứa ánh sáng đến từ mọi hướng, nó phản chiếu hình ảnh của gần như mọi vật thể trong vũ trụ. Nghĩa là nếu bằng cách nào đó mà các nhà khoa học có thể chụp ảnh một hố đen và sau đó tái tạo lại được chiếc nhẫn photon của hố đen đó, ta sẽ có, trên lý thuyết, một cuốn phim về vũ trụ theo từng khung hình với rất nhiều vật thể được chiếu nhiều hơn một lần. Giống như chân trời sự kiện thì nhẫn photon cũng là một đối tượng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các hố đen. Khác ở chỗ chúng ta không thể nhìn thấy chân trời sự kiện, thế nhưng lại có thể thấy rất rõ chiếc nhẫn ánh sáng. Và nhẫn photon thì không chỉ phản chiếu toàn bộ vũ trụ, các nhà khoa học kỳ vọng rằng nó có thể phản chiếu cả nội dung bên trong của hố đen. Cụ thể, vào ngày 10 tháng 5 năm 2022, Andrew Strominger, nhà lý thuyết hấp dẫn lượng tử và lỗ đen hàng đầu tại Đại học Harvard, cùng các cộng sự đã xuất bản một nghiên cứu có tên là Holography of the Photon Ring, tạm dịch là hình ảnh 3 chiều của nhẫn photon. Nghiên cứu này cho thấy rằng nhẫn photon có một kiểu đối xứng đặc biệt cho phép nó giữ nguyên hình dạng dù bị biến đổi. Theo nhóm nghiên cứu thì kết quả này đề xuất rằng photon ring có thể chứa các thông tin mã hóa về cấu trúc lượng tử của các hố đen. Kết quả này thì đã khiến các nhà nghiên cứu tranh luận về việc liệu rằng chiếc nhẫn photon theo một cách nào đó có thể là những chiếc gương 3 chiều phản chiếu nội tại của một chiếc lỗ đen hay không. Và nếu đúng là như vậy, chẳng phải việc giải mã thành công một chiếc nhẫn photon ngoài tạo ra một thước phim về toàn bộ vũ trụ còn phá vỡ những giới hạn mà Einstein đã đặt ra và cho ta thấy những gì xảy ra bên trong chân trời sự kiện, hay nói trắng ra là bên trong một hố đen hay sao? VFX sẽ trở lại chủ đề này trong các video tương lai, rất mong anh chị em đón xem.